Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2020 và là ngày thứ 6 tại Hoa Kỳ, thường nào ở Cali Và lúc mà các bạn xem video này là có thể là thứ bảy ở Việt Nam cho nên thường một chút các bạn có một cuối tuần vui vẻ Và trong cái video này, đề tài mà thường muốn chia sẻ với các bạn thật ra là một cái đề tài mà thường đã muốn chia sẻ từ bấy lâu nay Đó chính là cái đề tài liên quan tới lãi suất âm Và không có một cái thời điểm nào thì cảm thấy là thích hợp hơn để mà chia sẻ lại suất âm với các bạn hơn là thời điểm bây giờ Tại sao? Tại vì cái hợp đồng tương lai lãi suất của Hoa Kỳ hôm qua hợp đồng tương lai của tháng 1 năm 2021 đã tiến vào cái vùng lãi suất âm thì vấn đề này là như thế nào? Lãi suất âm là gì và ảnh hưởng như thế nào đối với các bạn cũng như là đối với thị trường hay là đối với Bitcoin? Đây chính là đề tài mà chúng ta sẽ nói tới trong video này. Nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy nhìn vào một số cập nhật tình hình thị trường nói chung Nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ thì các bạn thấy là các chỉ số cũng đã tăng lên hôm nay Là một ngày cũng rất là tốt đẹp Các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones hôm nay tăng 1,91% Chỉ số S&P 500 hôm nay tăng 1,69% Và chỉ số Nasdaq hôm nay đã tăng 1,58% và khi chúng ta nhìn vào thị trường dầu thì các bạn thấy được là hợp đồng tương lai của dầu tháng 6 năm 2020 này thì ở mức là 24 đô 63 cent cho một thùng dầu và khi mà chúng ta nhìn vào vàng thì các bạn thấy được là vàng hôm nay đi xuống một phần 1,21 phần trăm nhưng mà các bạn cũng đã thấy được là trong vòng mấy tuần qua thì vàng một lần nữa là vẫn xoay quanh cái mức là 1.700 đô cho một ounce vàng cho nên cũng không có nhiều cái sự khác biệt còn về Bitcoin thì các bạn thấy được là Bitcoin bây giờ ở mức là 9.869 thì cái đây vài tiếng đồng hồ Bitcoin cũng đã có một lần nữa đột phá qua khỏi 10.000 đô nhưng mà bây giờ đã bị kéo trở về 9869 Chúng ta chỉ còn có 3 ngày nữa là sẽ tới ngày Bitcoin Halving thì trong tình hình 3 ngày tới đây sẽ ra sao các bạn hãy comment ở phía dưới Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có nói nhiều về những cái tin tức tài chính mà chúng ta sẽ tập trung nói về lãi suất âm Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và cũng như thường mới vừa chia sẻ chúng ta không còn tới 3 ngày nữa là sẽ tới cái ngày Bitcoin Halving Các bạn có thể lên trang web thuầncapital.com để các bạn có thể tìm thấy những tài liệu liên quan tới Bitcoin Halving như là cái đồng hồ đếm ngược Và một số những tài liệu liên quan tới Bitcoin Halving này là như thế nào Và nếu như các bạn muốn theo dõi Thuần Capital trên cái mạng xã hội thì các bạn có thể bấm vào cái nút giới thiệu Thì các bạn có thể tìm được những cái tin tức liên quan tới cái mạng xã hội như là Facebook, Telegram hay là Twitter và nếu như mà các bạn là một người mà thích giao dịch crypto Các bạn có thể lấy được cái link tham gia các sàn giao dịch Link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này Bấm vào cái link thuậncapital.com Page sàn giao dịch Thì các bạn sẽ được dẫn đến cái trang mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Các bạn có thể tham gia vào những sàn margin như là SnapX hay là Bybit Hay là các bạn có thể tham gia vào sàn altcoin như là Binance hoặc là các bạn có thể tham gia mua bán crypto ở Hoa Kỳ thông qua sàn Coinbase cho link sẽ ở phía dưới video này bây giờ chúng ta hãy trở lại để mà nói về lãi suất âm là như thế nào thì cái đề tài lãi suất âm này là đã đang gây ra rất nhiều cái sự tranh cãi và xôn xao ngày hôm nay và thật ra đề tài này là bắt nguồn từ một bài viết ngày hôm qua của Bloomberg và bài viết này đưa ra một cái biểu đồ các bạn thấy được đây là một cái biểu đồ để hiểu một cách đơn giản thì đây là một cái biểu đồ hợp đồng tương lai của lãi suất Fed Fund. Fed Fund đó chính là cái lãi suất và cục dự trữ liên bang cho các ngân hàng mượn chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều lần là cục giữ liên bang là quản lý cái lãi suất mà cái lãi suất đó chính là cái lãi suất cho ngân hàng mượn qua đêm chứ không phải là lãi suất mà cho các bạn mượn khi mà các bạn mượn tiền để mua nhà hay là mua xe nhưng mà nó sẽ có sự ảnh hưởng gián tiếp tại vì khi mà ngân hàng mượn được với lãi suất thấp từ cục giữ liên bang thì sau đó ngân hàng sẽ cho các bạn mượn lại với lãi suất thấp hơn. Đây là một cái điều rất quan trọng mà chúng ta sẽ nói tới một lát nữa để các bạn hiểu rõ hơn là tại sao mà bây giờ lại có một số quốc gia đi vào cái dùng lãi suất âm và Hoa Kỳ có tiếng về cái vùng lãi suất âm hay là không thì trở lại với biểu đồ này thì hiểu một cách đơn giản các bạn có thấy được là cái đường màu đỏ trên màn hình hay là không cái đường màu đỏ này là đại diện cho 0% khi mà cái đường mà màu đen này đi lên và qua khỏi cái đường màu đỏ này như là các bạn thấy thì cho thấy được là các nhà đầu tư đang nghĩ là lãi suất của Hoa Kỳ năm 2021 sẽ đi vào cái vùng lãi suất âm. Ít ra thì một trong ba người trader ở trên cái thị trường hợp đồng tương lai lãi suất này đang nghĩ về điều đó. Tuy nhiên là nhiều người cho là cái biểu đồ này cũng không có nhiều giá trị tại vì cái khối niên giao dịch rất là thấp nhưng mà dù sao đi nữa đây cũng là một điều mà đã làm cho cục dự trữ liên bang ngày hôm nay cũng phải lên tiếng về cái cảm nghĩ của họ về lãi suất âm Hoa Kỳ có đi vào tình hình này hay là không. Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới lãi suất âm là như thế nào. Thì lãi suất âm là gì? Thì nói một cách đơn giản, nếu như mà các bạn mượn tiền từ ngân hàng mà lãi suất là 3% có nghĩa là sau khi mượn tiền thì các bạn trả ngân hàng cái vốn, sau đó các bạn lại phải trả 3% tiền lời. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà lãi suất là lãi suất âm 3%, có nghĩa là trừ 3%, thì khi mà các bạn mượn tiền ngân hàng, các bạn không những là có thể mượn được tiền mà không cần phải trả lãi suất Mà cái lãi suất âm 3% đó là ngân hàng phải trả lại cho các bạn Nói một cách đơn giản là ngân hàng phải trả tiền lời để các bạn mượn tiền từ họ Khi mà chúng ta nói cái cách đó thì các bạn sẽ cảm thấy là rất là vô lý Nhưng mà thật ra đó là lý thuyết, trên thực tế không có phải hoạt động như vậy để thường cho các bạn một số những cái tài liệu chi tiết hơn để các bạn hiểu được là hoạt động của lãi suất âm là như thế nào nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ nói tới là tại sao lại phải có lãi suất âm. Thì một trong những công cụ mà được sử dụng để mà chống lại cái nền kinh tế suy si thoái đó chính là dùng lãi suất, đó chính là công cụ mà các ngân hàng trung ương hay là cục dự liên bang của Hoa Kỳ sẽ sử dụng. Và các bạn cũng nên nhớ là tháng 3 mới đây khi mà dịch bệnh xảy ra thì cục dự liên bang của Hoa Kỳ đã cắt giảm lãi suất hai lần liên tục và các lãi suất của cục dự liên bang xuống còn 0%, đó chính là cái phần trăm mà cho các ngân hàng mượn để kích thích nền kinh tế tại vì khi mà các bạn thấy được là lãi suất thấp thì sẽ kích thích người dân đi mượn tiền để mà họ mua nhà mua xe hay là họ dùng tiền để mà phát triển doanh nghiệp làm như vậy sẽ kích thích được nền kinh tế đó chính là lý do tại sao mà khi mà suy thoái tài chính xảy ra công cụ mà các ngân hàng trung ương hay là cục dự trữ liên bang sẽ sử dụng đó chính là giảm lãi suất nhưng mà các bạn thấy được là sẽ có một số nơi mà giảm lãi suất xuống còn 0% cũng không đủ để mà kích thích nền kinh tế, tại vì cái nền kinh tế không phát triển và cái phần trăm lạm phát cũng rất là ít. Thì các bạn thấy được là ở những nơi đó thì ngân hàng trung ương không những là dừng lại lãi suất 0% mà lại còn sẽ đẩy lãi suất xuống thấp hơn nữa. Lý do tại sao? Tại vì bây giờ các bạn thấy được là tuy là lãi suất là 0% nhưng mà khi các bạn đi mượn tiền ở Hoa Kỳ thì các bạn sẽ thấy được là tiền mà ngân hàng cho các bạn mượn là không phải là 0% mà họ sẽ tính tiền lời nhưng mà tiền lời sẽ rất thấp tại vì họ có thể mượn được lãi suất từ cục chữ liên bang là 0% thì nếu như mà các bạn là có một người mà có cái lý lịch tốt có cái điểm credit tốt điểm tín dụng tốt thì các bạn có thể là mượn tiền mua nhà với cái lãi suất cực kỳ thấp bây giờ có thể là chỉ xoay quanh cái mức là 3,25 tới 3,5% là một cái mức lãi suất cực kỳ thấp nhưng mà dù sao đi nữa các bạn vẫn là phải trả tiền lời cho nên có một số quốc gia các bạn thấy được là họ sẽ đẩy lãi suất xuống thành lãi suất âm để cho các ngân hàng có thể là cho người dân mượn với lãi suất còn thấp hơn nữa. Thì lãi suất âm bây giờ có đang được áp dụng hay là không? Thì thật ra là đang được áp dụng ở một số quốc gia và trong video này chúng ta sẽ nói tới hai quốc gia để mà các bạn có thể là thấy được những chi tiết, tiết như thế nào và chúng ta sẽ nói tới là đầu tiên là EU có nghĩa là ở châu Âu và thứ nhì là ở Nhật Bản thì các bạn thấy được là lãi suất âm đã được áp dụng ở châu Âu vào năm 2014 tháng 6 năm đó thì chủ tịch của ngân hàng ECB hay là chủ tịch của ngân hàng trung ương châu Âu lúc đó là Mario Draghi thì các bạn cũng đã biết là chủ tịch bây giờ là một người mà chúng ta cũng thường hay nói tới là Justin Lagarde nhưng mà lúc đó thì chủ tịch của ECB Mario Draghi đã ra quyết định là sẽ đẩy lãi suất xuống còn trừ 0,1% và sau đó đã có nhiều đợt tiếp tục đẩy lãi suất xuống còn trừ trăm hay là 0,4% Nhật Bản cũng tương tự, các bạn thấy được là đứng trước cái sự mà nền kinh tế không được phát triển thì năm 2016 tháng 1 năm đó thì ngân hàng trung ương của Nhật Bản BOJ đã ra quyết định là đẩy lãi suất xuống thành lãi suất âm. Thì lý do tại sao chúng ta cũng nên nói tới tại vì cần phải đẩy lãi suất xuống cả lãi suất âm để cho người dân có thể làm mượn tiền với lãi suất còn thấp hơn khi mà lãi suất là 0%. Và thứ nhì nữa là khi mà đẩy lãi suất xuống còn lại suất âm thì cái giá trị của tiền pháp định so với lại số tiền pháp định khác thì cái giá trị giao dịch giữa cái tiền pháp định ở một quốc gia mà có lãi suất âm sẽ bị giảm xuống so với lại một cái quốc gia khác. Và khi mà cái tiền pháp định mà giá trị giảm xuống so với quốc gia khác thì sẽ giúp ích được trong cái việc xuất khẩu. Các bạn thấy được là khi mà cái giá tiền pháp định của quốc gia giảm thì xuất khẩu sẽ tăng lên. Tại vì Đồng tiền bên ngoài có thể là đổi được nhiều đồng trong quốc nội hơn Thì họ sẽ mua được nhiều hàng hóa hơn Đó là nói một cách đơn giản và điều này cũng rất là quan trọng Tại vì đây là một trong những điều mà Tổng thống Donald Trump rất quan tâm tới Ông ta rất quan tâm tới cái ngành xuất khẩu của Hoa Kỳ Thì khi mà lãi suất âm xảy ra Thì các chi tiết là như thế nào hoạt động trong nền kinh tế đó là ra sao Thì chúng ta trước hết thì nói tới các ngân hàng Thì khi mà các bạn à, là một ngân hàng Thì các bạn là phải gửi một cái số tiền ấn định giống như là cái cái số tiền lựa trữ mà các bạn phải cần có đó là cái số tiền mà được ấn định bởi ngân hàng trung ương như là ở Nhật Bản thì có BOJ hay là ở châu Âu thì có ECB thì các ngân hàng đó sẽ gửi tiền vào để mà dự trữ nhưng mà nếu như mà cái ngân hàng nào mà gửi quá nhiều tiền dự trữ nhiều hơn là cái số tiền ấn định thì họ sẽ bị tính cái phí đó chính là lãi suất âm có nghĩa là họ bị tính lãi khi mà họ gửi quá nhiều tiền Tại sao? Tại vì ngân hàng trung ương không muốn các ngân hàng lưu trữ quá nhiều tiền, họ muốn các ngân hàng dùng số tiền đó để mà cho vay. Cho nên họ tính lại nếu như mà ngân hàng có quá nhiều tiền để cho ngân hàng tìm cách mà dùng số tiền đó để mà cho vay cái tích nền kinh tế. Nhưng mà cũng không có phải là đơn giản như vậy, tại vì ở châu Âu và ngay cả ở Nhật Bản thì không phải là cái số tiền dự trữ nào của ngân hàng cũng bị tính cái lãi suất đó các bạn thấy được là ở châu Âu thì chỉ có một phần nhỏ của cái số tiền mà gửi vào ngân hàng trung ương là sẽ bị tính cho lãi suất âm này còn có số tiền còn lại là không bị tính còn ở Nhật Bản thì cũng như vậy cái số tiền mà gửi hơn 6 lần cái số tiền ấn định thì sẽ không bị tính có nghĩa là nếu như mà gửi quá nhiều tiền vào thì cũng sẽ không sao chỉ có một phần nhỏ lại bị tính cái lãi suất âm này tóm lại là ngân hàng trung ương cũng không có muốn tính lãi suất âm chỉ là một cái hình thức để cho khuyến khích các ngân hàng dùng tiền để mà cho vay chứ không nên lưu trữ tiền tại vì nếu như mà tiền mà không được cho vay thì nền kinh tế sẽ không phát triển đó là chúng ta nói về cái mặt ngân hàng và chúng ta nói về cái mặt liên quan tới những người mà để dành thì như thế nào thì các bạn thấy đưa lãi suất âm là một điều không tốt với những người mà để dành Tại vì các bạn thấy được là người ta để dành, người ta để vào trên ngân hàng để có được một cái lãi suất Tuy là không cao nhưng mà một cái lãi suất người ta có thể là chấp nhận được Tuy nhiên các bạn thấy được là trong vòng mấy năm qua lãi suất của Hoa Kỳ là hầu như là không có Nhưng mà vẫn còn nhiều quốc gia bây giờ các bạn để tiền vào trên ngân hàng Các bạn vẫn có được một cái lãi suất mà chấp nhận được so với lại cái rủi ro thì thấp hơn Nhưng mà khi mà lãi suất âm xảy ra thì các bạn thấy được là những người mà gửi tiền tiết kiệm vào trên ngân hàng Thì những người đó là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn tại vì cái tiền lời của họ sẽ không còn nữa đó chính là ảnh hưởng xấu đối với những người mà lưu trữ tiền để dành tiền trong ngân hàng một điều nữa mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi mà lãi suất âm xảy ra không có nghĩa là nếu như mà các bạn gửi tiền vào ngân hàng các bạn phải trả tiền cho ngân hàng để mà giữ tiền cho các bạn tại vì nếu như mà như vậy thì tôi nghĩ là không ai sẽ gửi tiền ngân hàng tại vì các bạn thà giữ cái nhà còn hơn là gửi ngân hàng mà nếu mà không ai gửi tiền ngân hàng thì ngân hàng sẽ không có tiền để cho người khác vay tình hình kinh tế sẽ còn tệ hơn cho nên khi mà lãi suất âm xảy ra chỉ có nghĩa là các bạn không nhận được lãi suất từ ngân hàng chứ không phải để bạn cần phải trả lãi suất cho ngân hàng nhưng mà đối với một người mà vay mượn tiền thì các bạn thấy được là lãi suất âm là một điều rất là tốt tại sao tại vì có hai lý do lý do đầu tiên là khi mà lãi suất âm xảy ra thì các bạn có thể là mượn tiền với lãi suất thấp hơn tại vì ngân hàng có thể mượn từ ngân hàng trung ương với lãi suất âm thì cho các bạn mượn với lãi suất còn thấp hơn khi là không phần trăm cho nên đối với một người mà vay mượn tiền thì lãi suất âm là một điều rất là tốt và hơn thế nữa các bạn thấy được là khi mà lãi suất âm xảy ra thì tiền sẽ bị mất giá trị và có nghĩa là các bạn tuy giả sử như là các bạn mượn 100 000 đô đi thì mấy năm sau các bạn vẫn trả 100 000 đô đó nhưng mà 100 000 đô đó cái giá trị đã thấp hơn là 100 000 đô khi mà các bạn mượn cho nên đây là một điều mà rất tốt đối với lại người mượn tiền khi mà lãi suất âm xảy ra và đây cũng là cái điều mà chúng ta sẽ nói tới một lát nữa tại vì các bạn nghĩ là ai mượn tiền nhiều nhất đó chính là các chính phủ các chính phủ mượn rất nhiều tiền cho nên khi mà trong cái tình hình lãi suất âm thì là một cái môi trường rất tốt để cho các chính phủ mượn tiền càng nhiều hơn nói một cách khác đây chính là một cái môi trường tốt để mà in tiền ra tại vì tiền sẽ mất giá trị thì sau này trả lại với cái số tiền nó có giá trị thấp hơn thì bây giờ chúng ta hãy ngừng nói về Nhật Bản và châu Âu chúng ta bây giờ hãy trở lại nói về tình hình của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là không có gì giấu giếm là Tổng thống Donald Trump rất là có hứng thú đối với lãi suất âm. Đây chính là cái thuyết đã được đưa ra bởi Tổng thống Trump ngày 11 tháng 9 năm 2019, cái tầy vài tháng. Thì Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi, lúc đó lãi suất vẫn chưa về 0%, nhưng mà lúc đó thì Tổng thống Trump đã kêu gọi lãi suất về 0% hay là dưới 0%. Các bạn thấy được là zero or less, nghĩa là 0% hay là thấp hơn có nghĩa là tổng thống Donald Trump đang kêu gọi cho lãi suất âm thì tại sao? Tại vì các bạn thấy được là nếu như mà đồng đô la mà cái giá trị của đồng đô la đi xuống thì lúc đó sẽ rất tốt cho những ngành mà xuất khẩu và đây là một trong những điều mà tổng thống Donald Trump rất là quan tâm tới, ông ta muốn Hoa Kỳ xuất khẩu nhiều hơn. Và cái sự quan hệ giữa tổng thống Trump với lại chủ tịch Powell của Cục giữ Liên bang là hai người này thì rất rõ ràng là có nhiều quan điểm khác nhau và hai người này cũng không có thích nhau lắm. Các bạn thấy được Tổng thống Trump lúc nào cũng chỉ trích Chủ tịch Powell là không làm đủ những gì mà ông ta có thể làm để mà hỗ trợ nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà Chủ tịch Powell thì có lý do riêng của ông ta. Ông ta phải suy nghĩ tới là mỗi một lần mà cắt giảm lãi suất, mỗi một lần mà đưa ra những quyết định liên quan tới lãi suất thì ảnh hưởng của nền kinh tế như thế nào những gì có thể xảy ra trong nền kinh tế. Đây là những điều mà ông ta phải nghĩ tới. Chủ tịch Powell cũng đã nhiều lần đứng chính là ông ta không có hứng thú với lãi suất âm. Ít ra là không có hứng thú ở thời điểm bây giờ. Tại vì ông ta nghĩ là lãi suất âm không có nhiều dẫn chứng cho thấy được là giúp ích được một nền kinh tế. Mà nếu như mà có sơ xuất gì thì lãi suất âm sẽ làm ảnh hưởng trầm trọng đối với nền kinh tế. Tới một bước mà không thể nào mà hồi phục được. Cho nên bây giờ ông ta vẫn chưa có cái ý nghĩ là Hoa Kỳ sẽ đi vào lãi suất âm. Mặc dù là các trader bây giờ là đang nghĩ là năm sau Hoa Kỳ sẽ đi vào cái tình hình này. Và vì nhiều lý do các bạn thấy được là vì nhiều quan điểm khác nhau thì Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần nói là ông ta muốn thay thế Chủ tịch Powell với một người khác. Thì đây là một điều mà thường nhớ là cách Tây cũng vài tháng thì đã có một cái video giải thích rõ ràng hơn là Cục Chứng Liên bang của Hoa Kỳ hay là Fed là một cái đơn vị độc lập Tuy là chúng ta thấy được là mỗi một lần mà có quyết định gì thì chủ tịch Powell là người đứng lên để mà nói nhưng mà thật ra cái ban quản trị của cục trữ liên bang là một cái hội đồng thống đốc chủ tịch đó chính là chủ tịch Powell thì tuy là những người này là được bổ nhiệm bởi tổng thống Donald Trump và được thông qua bởi thượng viện nhưng mà sau khi mà thông qua rồi thì nếu như mà muốn khai trừ chủ tịch Powell thì tổng thống Donald Trump là phải có một lý do thích đáng và lý do đó là thường phải say quanh là ông ta phải thất chức. đương nhiên cho tới bây giờ tổng thống trump vẫn chưa tìm được lý do để mà thay thế chủ tịch powell và bây giờ thì chủ tịch powell cũng đã đẩy lãi suất xuống còn không phần trăm hồi tháng 3 mới đây và chúng ta cũng đã nói tới là ai thích lãi suất âm nhất đó chính là những người mà mượn tiền nhiều. tại vì các bạn thấy được là khi mà có lãi suất âm thì tiền sẽ mất giá và cái số tiền mà mượn thì sau này sẽ trả lại với cái số tiền giống như vậy nhưng mà giá trị đã giảm xuống và chúng ta còn mới nói tới là ai mà mượn tiền nhiều nhất, đó chính là các chính phủ khắp nơi. Và các bạn thấy được là đây chính là cái số tiền mà Hoa Kỳ mà đang vay mượn, các bạn thấy đã lên tới 25,1 nghìn tỷ. Thì trong cái tình hình lãi suất âm này là một cái tình hình rất là tốt để mà tiếp tục in ra tiền, tại vì tiền có thể là được in ra trong cái tình trạng lãi suất thấp. Thì sau này khi mà phải trả lại thì sẽ trả lại với lại cái số tiền đó nhưng mà giá trị thấp hơn. Và điều này ảnh hưởng như thế nào đối với những cái tài sản như là Bitcoin như là vàng Thì cũng tương tự nếu như các bạn tin tưởng là khi mà chính phủ in tiền Thì sẽ làm ảnh hưởng tốt đối với giá cả Tại vì sẽ làm cho lạm phát xảy ra Giá cả các tài sản sẽ được đẩy lên Thì Bitcoin, vàng và những tài sản khác Thì giá trị cũng sẽ tăng lên Nếu như các bạn tin về điều đó thì đây là những cái tài liệu căn bản tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới lãi suất âm. Các bạn thấy được là đây là một cái đề tài mà rất là phức tạp. Nhưng mà tôi hy vọng là thông qua cái video này các bạn hiểu rõ hơn về loại sức âm là như thế nào. Và nếu như mà các bạn có cảm nghĩ gì hay là các bạn có câu hỏi gì hãy comment ở phía dưới. Tôi sẽ cố gắng để mà trả lời chia sẻ với các bạn. Và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này. Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn Nex và sàn Bybit tham gia sàn X bằng cách bấm vào link tham gia sàn. Sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu chơi miễn phí thông qua Telegram. Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao, các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống, thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ phù hợp như, như mà nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông qua link của ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này sabex bybit và binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở hoa kỳ các bạn có thể tham gia sàn coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.